ạ. Mời các cụ chơi ạ. Nhanh. Dạ. Mời các cụ cứ tự nhiên cho ạ. Dạ. Dạ, mời các cụ đánh chén tự nhiên ạ. Mời các cụ cứ thoải mái đi ạ. Chén đây. Chén nào. Chén nào. Chén đây. Quý hóa quá mời thầy vào cho ạ. Úi giời. Úi giời. Chúng mày lễ thật cớm. Sao mọi người đến sớm thế nhỉ? Ôi giời ơi, đâu rồi tôi rồi. Mấy thằng này cũng láo lêu. Con cái nhà cha trông nom gì cả. Chả như mèo hoang chó dại ở đường. Con cái nó bị trông nom chứ. Con nó chèn cứng thật chứ. Đây, 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 đây. À, đây ôi, rồi. Đâu chó tới đâu. Thầy, đây, đây, ngồi đây. Thầy. Nào, đâu. Đúng rồi. Đâu, thầy, thầy, thầy ngồi xuống ngồi. Ôi, cái gì đấy, khổ. Ngồi xuống bên kia. Ôi giời, ôi giời ơi. Làm gì mà kéo co ghê thế? Chờ một tí mà sốt ruột. Dạ, chả là thế này ạ. Thế nào? Hôm nay nhà con có việc. Ừ. Được các thầy hạ cố đến cho. Ừ. Quả là phúc đức cho nhà con quá. Quá phúc. Dạ, mời các thầy chơi cho. Không dám, không dám. Tình làng nghĩa xóm, nhà anh vẫn còn nhớ được đến các thầy thế này là quý hóa lắm rồi. Dạ. Sao phải khách khí thế? Dạ. À, đúng rồi, anh cứ để chúng tôi. Tự rưng. Thế thì mời các thầy chơi cho. Cảm ơn. Này, chả mấy khi anh em ta có dịp được mời như thế này. Thế các thầy có muốn uống một bữa rượu thỏa thích không? Tất nhiên rồi. Rượu gì, ai mà chả thích. Thường thôi. Các bác cứ để em. Thằng cu nhà chủ đâu? Thằng cu nhà chủ đâu ra thầy bảo? Con đây ạ. Thương thôi. Thầy cho gọi con ạ. Thằng cu đấy à. Này, chúng tao đều là những bậc đức cao vọng trọng trong làng, không nên uống nhiều rượu. Vậy bây giờ tao cho mày một đồng. Đây đâu rồi? Để khi nào mày rót rượu cho các thầy thì rót in ít thôi con nhá. Kẻo các thầy mà bị ép uống say là mất hết cả cái thể diện. Con sẽ làm theo đúng ý của thầy ạ. Nhớ nhé. Dạ vâng ạ. Thứ thầy ăn đi nhá. Nhớ là có cái miếng nào ngon thì gấp tiền. Không có này. Người mất sáng là có cái miếng nào ngon thì gấp tiền. Để em gấp toàn, gấp chén thì gấp bát. Chết dở. Uống lắm cũng phải say cố đấy. Hôm nay được mùa chứ mà. Nếu mà hôm nay mà không có hôm nay đâu. Hả? Không phải nói đấy. Vâng, vâng, vâng. Ôi ôi, ghê ăn rồi. Quả này mẫm nặng rồi. Úi dù. Đúng là nhất cổ nghề vĩ. Chạy đi. Chạy đi. Kìa thầy. Ừ. Ăn đi chứ. Vẫn ăn đấy chứ. Cùng cảnh thầy với nhau mà. Ừ. Ăn. Ăn đi. Không dám mời các thầy. Ôi. Ôi. Ôi 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 cướp rồi. Vớ làm xương chậu cho anh. Ồ, còn kinh khẩu. Chụp có gãy nốt. Đúng là mấy lão đều giả. Tiền thế này thì tiêu làm sao được.
Đã thế, ông chuốc rượu cho say bí tỉ, mất hết cả thể diện thôi. Chết, tôi uống được rượu đâu mà có chuốc mãi thế. Hôm nay thì nhà có cỗ to thì xin mời các cụ cứ đo rượu, xin mời đo rượu. Vui vậy, làm chai cho đáng nên chai, chai thì một lít, chai thì 65. Thương. Dạ. Sao giờ này ông mày vẫn chưa về? Dạ. Qua làm sao biết được à? Bếp. Dạ. Mày có vác được cái cối to kia không? Cái này ạ? Phải. Tưởng gì? Cái này lúc nào cõn bê được đôi cái. Thầy cho. Đưa cho cái gì đấy? Hả? Đó. Cô ngồi khóc mình trường cho mình. Kìa. Thầy mày cho. Thì cứ ăn đi cho thoải mái. Cứ bay chảy đấy. Thường thôi. Cái gì đấy? Các cụ ơi, các cụ thử xem là cái áo gió đúng là cái đồ ăn răng không? Ai mà đi ăn cỗ mà ăn hết cả phần của người khác. Nếu thế thì thầy còn tham hơn cả tôi. Thương tôi. Ấy chết, sao thầy nói thế? Lang vẫn điêu như ngày trưa lang à? Thầy xem, than nhiều đến cái mức mà xương chất thành đúng như trước kia. Thử hỏi ai còn được miếng nào nữa mà chả tham mới chả lang. Các cụ xem. Mọi người ăn thì ai để lại xương, còn thầy ăn nuốt hết cả xương. Tôi để chính ông mới là đồ ăn tham ấy, đồ xỏ lá. Cái xoáy đầu mà nị cứ gặm xương xong này ném xem bắt mình khác quá đẻo. Đồ tham lam, đồ đẻo. Thôi đâu, ăn thì nuốt hết cả xương. Đã không có răng đòi gặm xương, đồ rõ. Thường thôi. Đúng là cũng thường thôi, đúng là sắp dở chứ. Này hả? Thôi các thầy, tôi thôi đi đấy.
các thầy làm như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ra cái gì? Hay là các thầy muốn đi ăn mày hơn là được mời ăn cỗ? Cho nó đi ăn mày. Mình đã không muốn nói rồi, cái lão lăng rỗ đúng là nó vẫn điêu như ngày xưa. Hồi còn trẻ, không thay đổi được tính tình, cái đồ đẻo. Các cụ nghe thế em nói có đúng không? Để đúng cái chúng phải nghe thôi. Dạ, dạ. Quan mời thầy về đi thăm bệnh ở thôn Đông ạ. Khám xét gì? Cái ngữ ấy khám xét gì? Ôi trời, cái gì đấy? Cái gì này chơi nhỉ? Thương thôi. Ồ, sắp dở rồi sao? Đúng là ông thương. Dạ, thầy đi cẩn thận ạ. Này 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 này. Thế mày mà vai phải lứa với tao hay sao mày cứ đi ngang hàng với tao đấy hả? Này này. Mày là bố tao hay sao mà mày cứ đi đằng trước tao? Mày, tao có phải là thằng tù không mà mày cứ đi đằng sau áp giải hả? Dạ bẩm thầy, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy chỉ cho con đi thế nào cho phải ạ? Mày lại còn cãi à? Hả? Thế nắm xôi của tao đâu? Dạ thưa bà, muộn rồi mà bà vẫn ra ngắm trăng cơ. Trăng sao cái gì? Đang nóng hết cả người lên đây này. Bà nói thế nào? Con đang rét run hết cả người lên đây này. Mày thì biết cái gì? Đi ngủ đi. Ô hay thế mà cáu. Cháu nóng như hòn than, chẳng ăn uống gì cả. Mong thầy giúp cho, không thì em chết mất. Dạ. Bà chú gọi Quân. Ông đi thăm bệnh bên thôn Đông không về. Tao đang bị đau hết khắp mình mày. Lại đây. Lại đây bóc chân cho bà. Nhanh lên. Sao mày cứ rón rén thế? Dạ. Thế bóp mạnh vào. Cao lên. Nữa lên. Dạ dạ. Được rồi. Được rồi. Cứ để im cho thầy khám thì mới chữa được chứ. Thường thôi. Chết thật. Đoảng quá thôi. Cháu nó sốt cao thế này. Tai lầy
cho nó xe quýt. Ồ, thầy tài thật đấy. Mới chỉ bắt mạch mà đã biết bệnh nhân vừa ăn gì. Chẳng giấu gì thầy, cả tuần nay cháu nó chả thiết ăn gì. Đấy, thành ra em mới bóc quýt chắt nước cho cháu nó uống tạm. Tạm là tạm thế nào? May mà thầy đến kịp, không thì thường thôi. Thế chồng chị đi đâu mà để hai mẹ con ở nhà thui thủi thế này? Chả giấu gì thầy, chồng em đã mất mấy năm nay, cảnh mẹ quá con côi, chả biết trông cậy vào ai. Thường thôi. Thôi được rồi, phiền chị thu xếp cho hai thầy trò tôi ở lại đêm nay để tiện theo dõi cháu nhé. Dạ, được thế thì phúc đức cho nhà em quá. Ba còn đau cả vùng ngực, vùng bụng nữa đây này. Đưa tay đây. Con chim mà. Xin cái gì? Đồ ăn hại. Ôi trời ơi, sao trời lại đầy đọa tôi thế này? Đau thế này thì chết quách đi chứ rồi. Ông ơi là ông ơi, sao không về xem cái lũ gia nhân nó báo hại tôi đây này. Hay là để con gọi lão thì bố hàng xóm nhận giúp bà nhé. Ôi, con đứng đây làm gì? Dạ vâng. Gọi nhanh. Dạ vâng, cứ quan đi ngay đi. Ôi trời ơi. Tài đấy. Dạ. Quan đi ạ. Ông mở cổng cho quan. Quan nào? Cả làng cái tổng này, ai chả biết tao làm gì có con cái dê. Tao đã đẻ lần nào đâu. Mày đừng lừa ông hả? Ơ chết, không phải. Quan là người nhà thầy Lan đấy ạ. Thế nửa đêm nửa hôm mày đến có việc gì? Chả là bà con bị ốm, nguy kịch quá, quan nhà thầy sang chăm giúp ạ. Thế cái lão lăng băm rõ nhà mày đâu? Bẩm thầy, ông nhà quan đi chữa bệnh bên thôn đông nên con mới nhờ thầy sang chăm giúp ạ. Ôi trời ơi, cái lão lăng băm ấy thì chữa cái con khỉ gì? Chắc là ông lại đi kiếm mấy. Ôi ôi mồm. Dạ, quan xin thầy, thầy sang giúp cho. Nhỡ bà nhà con có bệnh hệ gì thì chúng con chết mất ạ. Thôi được rồi, tao cũng nể tình xóm nghĩa làng, à chứ bất tình làng nghĩa xóm. Đứng đấy thì đợi chờ thì răng sang nhá. Dạ. Ông chỉ đi luôn đi. Sướng rủi nít người vậy. Mà sao được cái thằng lăng rỗ đi đúng vào cái giờ này nhỉ? Mình phải sang luôn đi chứ không nó về là chết dở. Đợi ông thì dắt ông sang luôn. Đi ông đi luôn dắt ông, đợi ông. Tôi là ai? Thầy Lang đấy. Đêm hôm thầy xuống đây làm gì? Tôi đi tìm cái dế để đựng sách thuốc. Thường thôi. Vậy thầy không để sáng mai lấy được sao?
hiểu sao em cứ đau nhức hết cả mình mày. Khéo em chết mất thầy bòi ơi. Phủi vui cái mồm mày chị. Không được nói gà. Cái mồm. Chết là chết thế nào được. Cơ mà em không chịu nổi nữa rồi. Được rồi. Úi giời ơi, không việc gì phải chết. Trẻ trung hoa hớ như thế này, của giời một đống thế này, chết là phải trọi đấy. Rồi trắng. Úi, thế cái chỗ này nó có đau không? Có ạ. Chỗ này không đau đúng không? Có đau ạ. Chỗ này nóng phải không? Vâng ạ. Chỗ này lạnh phải không? Cũng nóng ạ. Chết. Thế chỗ nào cũng nóng, thế thì còn gì là người nữa hả? Ôi giời. Thế chúng mày đâu? Dạ, quân ạ. Chúng mày đúng là cái lũ ăn hại. Ai đi để bà ốm đau sốt xình xịch như thế này mới đến báo? Mày mà tao đến kịp. Người nhà đâu? Dạ quân ạ. Mau biện cho tao một cái lễ để tao bôi thử cho bà thế nào. Ừ. Ê, chết thầy ơi, bà chủ nhà quân bị bệnh, quân rước thầy sang xem có cách nào chữa bệnh. Chứ có phải mời thầy sang để xem bói đâu. Ôi, thế sao cái thằng mày này ngu thế nhỉ? Thì tao phải bói cho nó một quẻ mới biết cái bệnh nhân ấy nó có cái mệnh hệ gì nguy hiểm liên quan đến tính mạng con người. Thì mày không muốn thì thôi, tao phải ngủ cho khỏe. Quan xin thầy ạ. Ừ. Do con ngủ. Ngủ quá. Con lỡ mồm. Dạ, xin thầy tha cho. Ừ. Để con đi soạn lễ. Thế đi sắm luôn đây. Dạ. Này này, hay sắm lễ xong là ngủ luôn nhá. Cứ để mặc tao theo dõi người bệnh. Hôm nào cứ đi ra đi vào nó ra như nhà có ma ấy. Mày cứ đến nhiều chứ thì bố thẳng chả làm ăn gì được. Lại là tôi đây. Tôi là ai? Tôi là thầy lang đây mà. Thường thôi. Thế đêm hôm thầy trèo lên nóc nhà làm gì? Tôi hỏi thế này khí không phải. Thế đây có phải là đường lên trời không? Ôi thầy ơi là thầy. Ôi, sao lại ôm cột thế này? Thích ôm cột lắm hả? Ôi giời, em không thích nó. Ôi trời ơi. 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 Ôi trời ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Còn đi gì mà làm ăn nữa? Này. Ôi trời ơi. Còn đi gì mà sinh sống nữa? Mà
Ôi ông giời. Ta mà về thì mày mày chết đoàn quân ạ. À. Cha mẹ kiếp với quân là quân chủ nào chói. Mà ông sẽ không bỏ cho con qua cái chuyện này đâu. Mình không ném này mình chết. Đừng có thoáng. Mong nó gọi vòng chéo. Ồ mêu nghi kế. Út quá rồi, sẽ ước tận cổ rồi. Không rước ra tìm cách để mà ông ấy không có nốt một cái mình nhục. Ôi giời ơi, chết này. Chồng bà làm thơ không? Bà thì chú ý phải nổi bây giờ. Sáng răng, nàng tưởng tối giờ. Nàng ngồi để cái sự đời nàng ra. Hay. Sự đời của nàng nó phải bằng cái lá đa đen mình... như đít chó. Chén cha sự đời. Sao mình không viết vào cái giấy khổ to ấy? Sao lại phải viết vào giấy khổ to? Chắc tại mình thấy ý văn của tôi dồi dào lai láng, sợ viết giấy nhỏ nó không hết ý chứ gì. Không sao, không sao. Không, là em bảo viết vào giấy nhỏ thế kia nhỡ văn nó ừ. Không gói xôi bán được. Thôi đi, bà thì biết cái gì. Đi ra nắng mà chơi cho mát. Chí phiền à. Này mình ơi. Cái gì? Em nghe người ta đồn, ở đầu xóm có lão thầy báo mù, chỉ người giấy cũng biết sách viết gì hay hay dở. Úi giời ơi là giời. Tại sao từ sáng tới giờ mụ cứ ám ta thế hả? Vớ va vớ vẩn. Mọc đâu ra cái thằng ngửi văn? Mà tại làm sao mụ đường đường là vợ một ông đồ mà lại đi tin vào những cái chuyện tầm bậy tầm bạ như thế thì còn gì là lễ giáo gia phong nữa hả? À, không tin mình thử xem nào. Tin sao? Bếp. Bếp đâu? Dạ. Dạ, bẩm ông đã về. Tao mới vắng. Ở nhà có chuyện gì không? Dạ, bẩm ông. Hôm nọ lúc nửa đêm, bà nhà bỗng lên cơn đau khắp mình mẩy. Không biết trông cậy vào ai, cực chẳng đã, còn mới chạy sang nhờ lão thầy bói hàng xóm. Nhưng mà nào ngờ. Nào ngờ cái gì? Dạ, nào ngờ. Khổ quá. Nào ngờ cái gì? Nói mà. Dạ, nhưng mà ông cho phép thì còn mới dám nói. Được rồi, tao cho phép. Thằng kia ngậm mồm để cho nó nói. Bỏ mồm. Thường thôi. Vô phép cho hỏi thăm, đây có phải nhà thầy lang chuyên rửa mặt bằng tăm không ạ? À? Chị kia. Dạ. Chị muốn gì? Ai mắc chị đến đây tìm tôi? Dạ, chồng em đang ốm, đang đi tìm thầy lang. Ừ. May quá gặp thầy bói ở gốc đa. Ừ. Thầy mách em lại đây. Ừ. Nhưng mà dặn đi dặn lại là phải hỏi kỹ xem đây có phải là ông thầy lang chuyên rửa mặt bằng tăm không. Thế có đúng là thầy không ạ? À? Bẩm ông, chắc là cái lão thầy bói em nọ bị con dân có một trận, cho nên
nó mới chơi xóa nhà ta đấy mà. Thương thôi. Dạ. Phải. Đúng tôi là thầy lang đấy. Vâng vâng. Thế chồng chị bị làm sao? Dạ, chồng em chẳng hiểu sao đã tôi khỏe như vấp là rụng ra ốm. Cả một tuần nay không ăn uống gì cả. Em sợ quá. Tôi chăm sự em nhờ thầy. Em chả tiếc gì. Thầy xem xét. Thôi được rồi. Chị không phải nhiều nhơi. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của ta. Bất cứ một con bệnh nào được ta chữa trị ấy là khỏi hết. Dạ. Một đây. Ta có sẵn mấy thang thuốc cho nhà chị. Mang về sát cho chồng uống. Này. Dạ. Ê, là hết bệnh đó. Nhưng chỉ có một điều. Dạ. Có điều gì xin thầy cứ nói ạ. Muốn thuốc này có hiệu nghiệm, nhà chị phải... Này. Nhanh. Này, nhớ kỹ thầy dặn nhá. Dạ bẩm thầy, thế thang thuốc này có đắt tiền lắm không à thầy? Hỏi vơ vẩn. Dạ, con hỏi thế để con có liệu. Hãy mau nghe lời ta dặn. Dạ. Đi cứu chồng chị đi đã. Dạ. Ta hành nghề vì ý đức. Dạ. Chứ đâu phải là vì tiền. Dạ. Tiền ấy. Thương ấy. Thuốc của thầy, chị có bán cả nhà chị đi cũng không đủ tiền mà trả. Thầy đã thương, liệu mà cư xử. Dạ. Dạ. Em xin đội ơn thầy ạ. À. Mẹ ghét cái thằng cầm quạt chứ. Này, cứ y lời ta mà làm nhé. Dạ em đội ơn thầy ạ. Mày đi theo ông. Dạ. Thương thôi. Đến tìm tôi thế? Là em. Ui giời em, chửi em. Em, thế em là ai? Là em chứ còn ai nữa. Ui giời ơi, chết thế, quen. Thầy là thầy bói mà thầy lại chả đoán ra à. Cứ ngờ ngờ thôi, nhiều người đến quá thì không nhớ được chứ nè. Sáng nay chả mới gặp nhau nên. Thế em có làm đúng như lời thầy dặn không? Ô, ai già, thầy đã vì đúng em giờ mà dặn như thế, quên nào buồn được mà. Ê, em thử kể lại cái thầy nghe xem nào. Thế này. Thế nào? Đúng như lời thầy chỉ dẫn. Ừ. Em tìm được nhà ngay. Tìm được nhà đúng ngay. Đúng lúc thầy làng đang có nhà. Ừ. Ê, mẹ cái nhà to quá. Ôi trời ơi, cho đi bóp ngọt. Buông ra. Bỏ tay ra. Còn đàn ông rơi ra bây giờ này. Ôi trời. Lặn ngọt rồi xong nó thành đầu đinh. Nó méo mồm mà chết luôn. Thầy biết không? Biết cái gì? Em hét toáng lên. Đây có phải nhà ông thầy lang mà chỉ rửa mặt bằng tắm không? Thế lão bảo sao? Ôi trời. Còn bảo sao nữa? Lão tím tái hết cả mặt mày, làm em sợ hết cả hồn. Ông để con ra lệnh cho nó một trận. Ừ. Im.
thường thôi. Thế em đến đây có việc gì nhờ cậy thầy? À anh đây. Chả có việc gì ôi cả. Ôi trời. Thế em nhớ thầy mà em đến không được sao? Em nhớ thầy em đến đi. Chứ không nói gì à? Suýt quên. Quên gì? Quên cái gì? Em mua biếu thầy cái bánh rán. Cái bánh rán à? Mẹ đâu? Suýt quên. Từ sáng giờ chưa rán cái gì vào mồm. Toàn này cứ nhớ thế đi chứ còn gọi đâu rồi. Đâu không? Đâu? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Có nghe trong cái cuộc đời của tôi chưa bao giờ mà được mực ăn một cái dám ăn gì ngon như thế này. Ngọt ngọt. Ngon quá. Quá ngon. Đưa từ đấy. Mày ăn rồi ôi. Vỗ mồm rồi. Ôi rồi quả này nói ngọt rồi. Răng đâu rồi? Ôi rồi mất răng thì lợi sống làm gì? Quá nên bà kia. Ông làm gì lắm trời. Mà mày này quánh ông chứ. Mày tưởng mày trong một cái bánh rán mà mày được quánh ông à? Mày ở đâu? Ông chửi tứ phía đến cho mày nghe đây này. Tao ngồi dưới chân mày đây. Có gì loại đàn bà ở đâu mà đi quấy rối thân thể người khác. Người ta bảo ở hiền gặp lành nhớ ông ở hiền không gặp lành mà gặp phải con ma con quỷ. Cắm mồm. Vâng em cơm ngon. Cái tội sờ soạn. Sờ được bao giờ? Vuốt ve bà ngày vút hôm nay. Nào? Bà chưa thèm nói đến. Vì chồng bà rồi. Đang ốm nặng sắp chết. Bà không trong mày này cứ đánh tao không hết lòng với chồng. Cho nên bà nhịn mày. Rồi ốm nghe chồng mày ốm gì có liên quan gì đến tao mà mày quánh tao hả? Mày câm mồm ngay. Vâng em. Thế mày có muốn cái răng mày dính ở lợi hay không? Còn một hàm tao cho đi nốt đây này. Ôi trời em có em thôi. Cái ông thầy lang mà rửa mặt bằng tăm bên làng bên ấy. Vâng. Ông ấy cắt cho chồng tao một toa thuốc. Vâng. Ông ấy bảo muốn cái toa thuốc này ấy chữa khỏi bệnh cho chồng tao ấy. Vâng. Thì phải có thêm một cái món nữa. Món là cái con ruồi đậu trên cái mồm thằng thầy bói mù như mày. Ôi trời ơi, chết xuống cái thằng làm gió nhá. Thằng động gió. Thuốc gì mà này quá cả ruồi nhặng. Thằng làm gió mày đẻo nó vừa vừa đấy nhá. Giói là giói. Tao mày không thù không oán gì mà mày sao mày lại cho nhặng nó này đổ vào mồm tao. Không thù không oán à? Rõ ràng đấy à. Thế hôm qua. Vâng. Đứa nào lừa lúc ông đi vắng? Em không biết, ôi giời vỡ mồm. Sang sàm rỡ vợ ông? Ôi sao lại rúi rầu, thiếu một chỗ rúi. Tao làm gì vào mày đâu, vào mày bị ốm, cho người năn nỉ sang nhờ tao cứu chữa. Tao nể từ nhà hàng xóm là tối lửa tắt đèn mó nhau. À, chứ hả? Có nhau. Thế nên giúp đó thì làm phúc người dân. Trời. Phúc? Ôi giời. Phúc cái con khỉ. Đánh toàn chỗ nguy hiểm. Cái ngữ mù dở như mày mà cũng đòi đêm hôm tắt lửa tối đèn có nhau. Thế mới gọi hàng xóm chứ. Này. Dạ. Cũng có lúc á. Sao ạ? Ông cắt. Ôi giời ơi. Thường thôi. Ôi về. Trời. Về. Ông cũng cắt. Ông thách mày đấy. Tao rố mày đấy. Thằng rố kia có giỏi đi vào đây mà cắt đây. Ôi giời ơi. Cái loại rửa mặt bằng tăm nhá. Thật vô phúc cho cái con vợ mà toa ra phấn mà lấy phải cái thằng mà rỗ như tổ ong bầu. Có nhung gấp quảnh như cầu rỗ chân tiền cơ mày nhá. Trời ơi. Thế này là mụ giết ta rồi. Tại sao lại lấy văn của ta để mà đi nhốt bếp thế này hả? Hả?
Mình bảo sao? Ta bảo tại sao lại lấy văn của ta để mà đi nhóm bếp? Sao mình coi thường em thế? Em có phải người ngu đâu. Đây, mình xem. Em có đốt tờ giấy sạch nào của mình đâu. Em đốt toàn những thứ giấy mình đã viết vứt bừa bãi trên bàn đấy chứ. Ý giời ơi là trời ơi. Thường thôi. Bẩm thầy, chẳng hay trong sách có cái gì mà cười cười to thế ạ? Tao cười là cười cái thằng thầy lang ở trong chuyện ấy. Đọc sách thì chẳng đến nơi đến chốn. Ai đời đau bụng lại đi chú bán nhân sâm làm chết của nhà người ta. Mày hiểu chứ? Dạ bẩm thầy, hôm nọ thầy khám bệnh cho đứa bé, tại sao thầy lại biết nhà nó cho nó ăn quýt? Thầy thật là thần y. Thường thôi. Ôi dồi ôi thầy ơi, nguy quá thầy ơi. Em cho con em uống thuốc của thầy mà chẳng đỡ gì cả. Người cứ thỉu đi, lạnh ngắt. Ô hay, chị này hay chưa? Chẳng phải hôm nọ người đứa bé nóng như hòn than, chị bảo tôi là mau chữa cho nó nguội đi là gì? Nhưng nó nguội quá thầy ơi. Nóng quá chữa thì nguội cũng kêu. Hay là hôm nọ thầy không tìm được đường lên rồi, thầy trách em à? Thôi em xin thầy. Người nhà thì đang bị bệnh đau hết cả mình mẩy lên đây này, chẳng chữa thì thôi lại còn chữa cho người khác. Thế mình đau ở đâu để tôi chữa trước cho nào? Chỗ nào em cũng thấy đau. Thường thôi. Thôi nhà chị cứ về trước đi, tối tôi sang rồi cho thuốc. Mày đi ra ngoài ngắt thật nhiều rau răm mà sắc lên cho bà uống, sắc đặc vào. Mình mà cứ đau ốm như thế này thì tôi chết. Ai đây? Bất ngờ mò đến có việc gì? Tôi đây. Ôi trời ơi, may quá, tôi đây chứ không phải là em đây. Em đây thì rơi rắn. Chào thầy bói. Bói mới trở toán, bói chim mới trở chim, bói ca biết chứ mà. Tôi thầy đồ đấy mà. Không dám. Chào quan bác. Chết chửa, hôm nay rồng đến thăm nhà tôm cơ. Ê chết, không dám. Chả là tôi nghe thấy đồn rằng thầy không cần nhìn mà chỉ cần ngửi cũng biết được là sách gì. Quá đúng. Tôi không tin nên muốn đến thử tai thầy đấy. Chết, thầy đừng có nghe thế nào người ta nói rằng đồn rằng. Miệng thế gian nó như làn sóng biển, nó phải miệng chum miệng vại nó mà bịt được. Cùng ý cảnh thầy với nhau là phải thương yêu nhau. Đến thử tai nhầm gì bốc mẹ nhầm. Thì thầy cứ thử xem. Không dám. Không dám thì còn đòi làm thầy làm gì? Chứ được rồi. Thầy muốn thế phải không? Thế sẽ đành phố phép thầy. Nhưng mà tôi nói thật nhá, hôm nay tôi đành bỏ buổi chợ, chả kiếm được đồng nào, bụng thì đang đói meo đây. Thầy không cần phải thử, cứ đưa cho tôi 10 đồng. Rồi thầy muốn bảo tôi gì thì thầy bảo. Lại còn thế nữa. Không thế gì mà sống. Thôi được rồi. Móc nhanh lên, lâu quá. Tiền đây. Ôi đâu rồi. Nhưng mà không trả lời đúng ấy mà. Vâng. Là phải trả lại tiền tôi đấy. Thôi giả cho con xin nữa.
Này. Đâu rồi? Không dám. À vâng, không gì hả? Thế sách này là sách gì? Đâu? Sách Hồng Lâu Mộng đấy mà. Này, sao thì biết? Thì đấy, ngửi toàn thấy mùi phấn sáp. Thế sách này là sách gì? Tam Quốc. Sao thì biết? Thì ngửi thấy mùi bên đảo, đầu rơi máu chảy. Có cái gì đấy? Này. Hả? Thế còn sách này là sách gì? Đâu? À là văn của thầy. Ôi trời ơi. Quả thật là kỳ tài. Quá thầy giỏi quá. Này, thế nhưng sao thầy lại biết đây là văn của tôi ạ? Dễ thôi. Vì ngửi thấy có cái mùi thum trộm. Kìa, thầy, thầy, thầy ơi, thầy ơi, thầy làm sao thế thầy? Thầy, thầy ơi, thầy làm sao thế hả? Đây là đâu? Đây là nhà thầy mà. Thầy mơ cái gì mà gạo khiếp thế? Tao nằm mơ thì ác mộng. Điểm gở quá. Chắc thầy chữa bệnh cho bà nhà nhiều quá nên cơ thể nó bị suy nhược. Chứ chắc chẳng có điểm gì đâu. Thằng này khá. Dạ. Mày mới đi theo thầy mà bắt được bệnh cả cho thầy. Thường thôi. Dạ vâng. Úi trời, úi trời, làm sao thế? Ôi ông ơi, nguy rồi ông ơi. Có chuyện gì? Từ từ nói. Hai bà lại đau hết cả mình mày. Thường thôi. Quân vừa đi chợ, thấy cáo trạng dán khắp nơi. Quân lại gần, hóa ra cái gì? Chà, tiên sư mày, dạ, ấp úng mãi thế. Dạ bẩm ông, quan đang truy xét ông về cái tội cho chồng chị hôm trước uống thuốc có cả ruồi nhặng. Hôm nay chồng chị lăn lùng thế chết. Chết tao rồi. Biết người là có điểm gở mà. Chuẩn rồi. Ông đi đâu đi? Thuở chăn trâu cắt cỏ, có thấy mình học bao giờ đâu. Chữ đâu ra? Thôi đi. Đúng là cái loại đàn bà tọc mạch. Ta thiếu gì chữ hả? Chẳng lẽ làm ông đồ mà lại không có chữ nào trong đầu à? Mà này, ta nói cho mụ biết nhé, bấy lâu nay là ta mới chỉ tiêu pha một chút chữ lẻ thôi nhé. Thôi, ra ngoài. Đi ra ngoài để cho ta còn ngẫm ngợi. Mình ơi, em hỏi khí không phải nhé. Thế mình làm thơ có khó bằng em dặn đẻ không? Đúng là các cụ dạy cấm có sai.
đàn bà sâu sắc lắm thì cũng chỉ đến như cơi đựng dầu thôi. Các mụ dặn mẹ thì còn có con ở trong bụng để mà dặn. Chứ làm văn làm thơ, chẳng có chữ chó ở trong bụng thì dặn thế nào? Thế thì mình thôi đi, làm gì cho nó mệt. Thôi là thôi thế nào? Đấy là ta nói tỉ dụ những cái thằng không có chữ. Chứ còn như ta đây, kinh luân đầy một bụng, thích một tí á, thơ nó lại trả tuôn cho tổng tộc nhỉ. Nhưng mà mình thích lâu thế. Nhưng đây không phải là thơ, mà là văn tế. Văn tế người chết, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Khổ thật đi. Thầy bấy cao chân mà em đây, thầy bấy cao chân vất ma chân quỷ. Thầy này xa chi ma nào, thầy cũng cóc sợ gì. Sợ gì ma? Ma rừng này, ma chó, ma gà, ma chim, ma chuột, ma nhà, ma cô. Em đây, thầy đã bói chạy số. Anh em nào tóc ngắn ngang vai, xem ngay quà bói tóc dài. Gần tóc dài như muôn em nào vừa béo vừa lùn, vừa béo vừa lùn em nào vừa béo vừa lùn. Xem ngay quà bói nó đồn thịt lên chết rồi. Nó đồn bụng lên là chết dở. Còn làm cú đét. Em nào muốn có kẻ nằm bên, có kẻ nằm bên em nào muốn có kẻ nằm bên. Sáng ra tỉnh dậy sướng trên hừ hừ, sướng rồi nó lử 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 sướng rồi nó lử 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 lử. Con chào thầy ạ. Ôi trời ơi, hỏi to quá, có việc gì à con? Ông con bảo là sang để tạ ơn thầy ạ. Ôi thì ông mày là ai nhỉ? Tao không nhớ được, già lẫn mít chít. Ông con được thầy xem cho là có hậu vận phát tài ý. Ai tao cho chả xem là hậu mệnh phát mà mà tí chết quá. Nó phải rồi, phải rồi. Dạ đúng rồi đấy. Thì ông mày bảo sao con? Dạ ông con bảo là biếu thầy cái bánh chưng. Bánh chưng à? Bánh chưng đâu con? Đâu, đâu? Dạ đây ạ. Để tao bắt rõ mà. Đây ạ. À đây ạ. Thế thôi, con xin phép thầy con về nhé. Con về nhé, con về nhé. Úi trời, làm gì mà vội thế con, đi ngã thế. Con này nhà nhé. May quá, may quá, may quá. Từ sáng giờ chưa miếng gì vào bụng. Úi trời. Bánh chưng nóng, bánh chưng nóng. Bở bóc, sóc bóc. Ngon quá, chưa miếng gì vào bụng. Bóng. Mẹ cha mày, con nhà mất dậy. Mày định nữa không à? Nhầm là nhầm thế nào? Có nhà mày chết nhầm người thì có. Sao lại có thể nhầm được nhỉ? Đồ sổ lá, đồ ba que, nó để cho mình ăn. Vâng. Sổ lá, ba que, đều. Từ sáng tới giờ đã kiếm ăn được cái gì chưa? Ăn cái gì? Ăn cái cục. Trời ơi, ăn cái gì? Ông muốn ăn cơ. Trời ơi, khổ quá, tôi đồ đi mà. Cha nhà nó chứ, ra rồi còn bị chúng nó lừa. Thế thầy đi đâu về đấy? Thức cái gì? Thế hôm nay thầy không ngửi thấy mùi binh đao nữa à? Ngửi. Tôi đi đọc văn tế ở làng bên, rõ ràng là chồng nó chết. Thế mà nó lại bảo là mình đọc nhầm văn tế là vợ nó chết. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Tủi tôi cái mồm nhà thầy đồ này. Người ta còn sống chờ chờ đây. Mày đông lù lù chứ không. Khổ quá. Tôi đọc chuẩn mà. Ra ngoài thầy giáo là phải đọc chuẩn. Đồ nó đọc chuẩn. Còn cái nhà chị chết nhầm thì có. À, đây nữa. Cái tội cợt nhà bà hôm trước là chưa thèm sờ đấy. Bà già bấm bánh. Ôi trời ơi, đấy là em dự đoán thế. Chứ không chứ em được dự đoán.
lại đoán nữa. Em chỉ đoán. Thế có muốn sơi cái tát rơi răng như ông nọ nữa không thì bầu ử? Cái chị kia, thế từ dưng hôm nay sao chị đều thế? Chị lại chứ luôn cái mũi nhọn vào mặt người ta là thế rồi, nào thầy hả? Bói biết gì đâu. Tôi nói cho thầy biết. Nói cho nó rồi biết. Tôi mà có mệnh hệ gì ấy, đúng rồi, thì cái đời của thầy ấy coi như là xong luôn nhá. Tôi xin chị, tôi xin chị. Xin xỏ rơi. Ủa thì cứ cho là tôi nhầm đi. Nhưng mà trong nhà chị vẫn còn hơ hớ ra thế kia, có làm sao đâu. Thầy làm cái nghề gõ đầu trẻ dạy người mà thầy cũng nhầm ư? Ngu quá lại nhầm thì ngu quá. Ôi trời ơi. Ơi, thế nửa cái phần đời còn lại của tôi sẽ ra sao đây? Thế nửa cái phần đời của mày đi, tao biết làm sao nữa. Này, làm gì có phải bù lu bù loa được như thế. Đời người ai thế nào cũng phải có lúc chết. Thế à? Nhà chị cứ giữ lấy cái bản văn tế nhầm ấy, để lúc nào cần đến là có ngay. Trời, mày để bắt tao biết phần đời của mày à? Quê à? Tao không phải là chồng mày mà mày không phải là vợ tao mà tự nhiên mày bắt tao phải có lúc nào cũng phải có ngay. Trời ơi, nó có chịu nửa cái phần đời của nó. Lôi quân khổ đi. Tôi có phải là quân thù quân hàn của ông đâu mà ông lôi khiếp thế à? Ôi trời, bỏ tôi ra cái gì đây? Không đi nữa nào. Nào, tôi không làm bạn bè với nhau mà ông lôi khéo tôi thế à? Rú tôi một cái, cho xuống ao luôn đây. Để cho cái cuộc đời tôi xem nó trôi nổi đến cái mức độ nào. Quá trẻ chết. Thôi đi nào. Tôi không đi, tôi còn cởi áo. Tôi nhắm, tôi mệt. Mình cười nhỉ, tôi muốn nói nhiều. Cứ nói tôi mà làm tôi đành phải nói. Mặt sáng cởi ra sao nào? Đây. Làm sao quá mà anh em với nhau mà này lôi khiếp khủng. Ông xem em lục phủ của tạng nó thối hết rồi. Cái gì đây? Khổ lắm. Bây giờ nó mà đuổi kịp chỉ còn thối nữa. Thối gì? Thối, tôi sợ gì cái thối. Tôi đang thối này này. Thôi, tôi nói thật, anh em mình đều là cảnh làm thầy thiên hạ. Thì đúng rồi. Bây giờ chẳng còn mặt mũi nào mà trở về làng cũ nữa đâu. Thì quá đúng rồi, còn gì nữa. Có khi anh em mình phải bỏ cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này mà đi nơi khác kiếm ăn thôi. Thế thế nào? Tôi là tôi chỉ quen cái thói gà què ăn quẩn gốc đa thôi, làm sao mà theo thế được. Cái đất người khôn của khó này, thầy mà cứ cố tình ở lại là mang vạ vào thân đấy. Vạ thật chị. Chỉ bằng bây giờ chúng ta liên thủ lại với nhau, đúng đi rồi, nơi khác kiếm ăn. Biết đâu lại. Hả? Thôi thì mù nghe đồ vãi. Hiểu chưa? Đi. Ôi trời, thế là hiểu nhau rồi. Nói đây hiểu nhau rồi. Ôi trời ơi, thế này đời mẹ còn đâm ấy nhỉ. Vừa làm cái lẽ kết hợp đã đâm. Ôi trời. Nói bao lần rồi. Cái mắt sáng thì đi thế này thì kéo đứng cho nó đàng hoàng đi xem nào. Cứ lôi kéo xuống. Mưa. Còn mình bói nhà có mưa đâu nhỉ. Chắc là đen thế nhỉ. Trời ơi. Úi dạy ngã. Ôi dạy ngã. Ôi dạy ngã. Đứng dậy xem nào. Gặp cá mưa. Đứng dậy. Đứng ngã này. Nhục thế này kia này. Dạ. Úi dạy ngã. Mình chẳng khổ thế này. Biết ngay đâm là đen mà. Đứng lùi vào. Cái mắt sáng thì đứng như rối tầng mù. Úi dạy ngã. Cái gì đấy? Biết ngay đâm là đen mà. Đã đen đen rối nhìn rồi. Nhục thật. Ai? Cái gì đấy? Làm gì ở đây? Làm gì ở đây? Ngồi chỗ nào? Cậu nhìn cho rõ vào nhá. Ui giời, thầy lang. Lang rồi. Sao lại ra nông nỗi này? Làm sao đấy? Thì đã ăn uống gì chưa? Đã ăn uống gì đâu. Thì đã ăn. Có con cá ngựa mang theo. Đâu? Cứ ngậm mãi cho đỡ đói. Không hết đi. Này, thì thầy có đi cùng với chúng tôi không? Đi cùng không? Thế các thầy cũng... Phải, cùng đường rồi. Đi đến khắp kiếm ăn thôi. Thế nào? Đến bây giờ tôi còn biết làm thế nào. Thương thôi. Ôi, vẫn chưa hết giờ thôi à. Đến giờ này vẫn bình thường thôi. Dạ. Thôi, tạnh mưa rồi. Đi thôi. Đi. Nắm chắc đây. Đâu rồi? Đi. Nắm ở chỗ nào? Cầm. Tôi nắm, không biết chỗ nắm chứ này. Đằng này cơ mà. Đằng nào? Ôi giời, trong này cứ đánh chứ này. Nó chú nhau nói nhẹ nhàng. Đi đằng rồi, khổ thế nó chứ này. Nó cứ đạp mình chứ này. Ui, hết nhò nhờ. Không nói được, con cười. Nó cứ lôi mắt sáng, lôi thằng mắt mù. Đi đâu?
Ôi, đứng lên. À, đi. Quốc của tao đâu? Quốc của tao đâu rồi? Cùng cảnh thầy với nhau phải thương yêu nhau chứ nhỉ? Ông không đi nữa. Sao thế? Nói dối hết cả người. Các thầy mắt sáng tìm xem có cái nơi nào không, nó có cái gì nhằng nhịt để đút vào mồm. Đúng là cái đồ. Đồ gì? Tham ăn hấu đói. Không ăn thì sống thế nào được? Thường thôi. Này, ông còn có cái mà đút vào mồm. Tôi từ sáng giờ đã được cái gì đâu. Thôi, các thầy ơi. Thôi rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tôi không muốn cãi đâu. Cứ thế này thì làm sao mà liên thủ làm ăn với nhau liên được. Liên thế nào được? Này. Nào, đâu? Tôi nhớ ngày trước. À, đâu bên này à? Tôi có xem hướng nhà cho một người ở gần đây. Thế à? Nghe nói bây giờ làm ăn cũng khá lắm. Giàu lắm mà. Hay là anh em mình gắng đi tới đấy, thế nào cũng được bữa no say. Hả? Này. Hả? Nhưng mà tôi dặn trước nhá. Ừ. Đến đấy, người ta có mời ăn thì mình phải làm cao. Ừ. Đừng có để cho người ta biết là mình đói, người ta khinh cho. Thôi được rồi, thầy khỏi cần phải giòn. Giờ này em bước gì có đi. Cột cơm vào bụng, không thì có cổ quay vào mồm. Đi. Không tôi sẽ ngất chứ trong lòng tôi chỉ muốn ăn thôi. Lòng tôi chỉ muốn ăn thôi. Lòng tôi. Mời thầy ạ. Xin anh. Xót ruột quá. Ngày quá không gặp. Em hỏi khi không phải. Chẳng hay các bác chả là thế này. Anh em chúng tôi có việc công cán qua đây. Vâng. Chợt nhớ tới anh cho nên là ghé vào chơi nhờ các thầy nhé. Thế rồi, thế thì phúc đức quá. À. Chả mấy khi các bác có thời gian thảnh thơi. À. Ghé qua nhà em chơi. Ô. Mời các bác nghỉ ngơi để em bảo nhà em làm cơm mời các bác sơi. Ô thơ. À, bà đôi chuẩn bị cơm nước mời các thầy sơi nha. À, thôi. Anh em chúng tôi đã ăn uống no say cả ngoài đường rồi. Chỉ phiền anh chị cho chúng tôi ngủ nhờ một tối. Ô. Rồi sáng mai đi sớm. Ấy chết, ai lại thế? Chả mấy khi các thầy ghé chơi, phải để nhà em làm cơm thếp đãi các thầy cho phải phép chứ ạ. Thôi, chúng tôi no say lắm rồi mà. Anh không phải ai nấy làm cái gì. Dạ, thầy bảo sao cơ ạ? Tâm bảo. Không, thầy bảo là thầy mệt rồi, bây giờ thầy muốn đi ngủ. Dạ. À, thôi thế ạ. Mình quét giường giải chiếu mà các thầy đi nghỉ sớm nhá. Dạ. Đầu đuôi chỉ tại lão thầy đồ cả. Tại nói việc đách cho mà xúi nhau làm khách. Khách xanh ruột. Để đến bây giờ tôi không ngủ được. Đúng là cái đồ hổ nho. Đói gã hỏng nó vẫn còn chế. Để bây giờ nó đói, nó vật như cái rô vật đẻ, ngủ được. Thôi các thầy ơi. Khẽ cái mồm chứ. Đợi một lát nữa nhà nó ngủ yên. Tôi sẽ mò xuống bếp xem còn có cái gì ăn được không. Tôi mang lên mình cùng ăn cho đỡ đói. Nhá. Gào mãi. Đúng là cái đồ ăn no vác nặng. Vừa đặt lưng nó kéo gỗ rồi. Đã thế ông đi ngủ. Ừ.
Tưởng tao không biết à, ăn một mình không rủ bạn à. Đồ dở hơi nằm đấy nhá, làm khách cho sạch ruột. Mày định